Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hiện tại thì đang chuẩn bị bàn giao chiếc xe Xpander 2019 ha, số tự động đến với anh Vinh ở quận 4 các anh chị. À, anh Vinh này thì xem được cái video chi tiết xe của Tuyền hồi lúc chiều anh Vinh hả? Lúc chiều cái là anh lên anh xem xe, đặt cọc đi xong rồi đi test hãng các anh chị. Là anh nhận xe trong ngày luôn, thanh toán đủ tiền nhận xe trong ngày luôn. Thì anh Vinh ơi, cho em hỏi tí xíu là chiều giờ mình cũng đã làm việc với bên em rồi á. Thì bây giờ mình đã nhận được chiếc xe rồi nè. Không biết là cảm giác của mình như thế nào anh Vinh ha? Cảm giác rất là hài lòng. Tại vì bên anh cũng gấp á. Coi em trên YouTube hồi trưa xong rồi gọi điện thoại em. Xong rồi em làm rất là lẹ, rất là nhanh. Cảm ơn em nhiều. Ủa nhưng mà sao mình quyết định mà mình lấy xe trong hôm nay luôn mà mình không đặt cọc rồi vài bữa sau mình lấy xe mà mình quyết định là lấy xe trong ngày luôn anh Vinh ha? Thứ nhất là anh đã thích chiếc xe này trước rồi, rồi thứ hai là anh cũng đã thấy em trên YouTube rồi, cho nên cũng có một cái tin tưởng trước. Là có theo dõi bên em từ lâu rồi. Và thích là thích chiếc Xpander này cũng từ lâu rồi. Hôm nay thấy video này là lên quyết định mua luôn hả? Làm liền luôn. Rồi một lần nữa không biết nói gì hơn thì chúc cho anh chị cũng như là công ty của mình á làm ăn phát đạt ha. Thì sau này ủng hộ em thêm mua nhiều xe nữa nha. Rồi em cảm ơn anh. Dạ rồi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.